Đây là tiền kiếp thứ hai. Vâng, kính thưa quý vị, ngay giờ phút này đây là một giờ phút vô cùng quan trọng. Cho quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để đón xem một bộ phim được đầu tư vô cùng công phu và kỹ lưỡng. Bộ phim này đã thu về được 1 triệu USD sau trong một tuần công chiếu. Thưa quý vị, bộ phim mang đậm chất ngôn tình, hành động, kinh dị, hài hước, hoạt hình và một chút chiếu cải lương hồ quảng. Thưa quý vị, còn tôi là người dẫn chuyện, xin hân hạnh giới thiệu Tiền Giang Phim, dịch và lồng tiếng Pha Phim Cà Mau phát hành bộ phim Bến Bao Chiến. Chà đá, chà đá ơi, mua báo đi. Bông đi, bông đi. Chà đá ơi. Dạ sữa đi. Stop. Dừng. Tất cả chỉ là quần chúng một ngày 70.000 cho hộp cơm cấn lại miếng sườn. Dừng. Tiếp. Học Thành. Thằng Học Thành đâu? Thằng Học Thành đâu? Dạ kiếm đâu chi? Tao kiếm nó để tao xử nó. Nó đâu? Ủa sao xử nó? Nó không chịu đi đòi nợ cho tao. À thằng này ghê nha. Ừ. Dạ nó đây. Thằng khốn nạn. Lấy đi. Tại sao tao kêu mày đi đòi nợ, mày không chịu đòi? Khốn nạn. Dừng. Nhân vật xuất hiện đầu tiên, danh hài cường bụng trong vai đại ca cường miệng. Tại sao? Hả? Tại sao mà không ngủ ở nhà mà ngủ ở ngoài này? Tao hỏi mày trả lời. Lâm lên, rớt hai cái răng rồi kìa. Gắn vô. Đi. Bắn bò đi, bắn bò đi, bắn bò đi. Stop. Nhân vật thứ hai, Quốc Khánh trong vai cậu bé bánh bao nhưng ghét bánh bao, thích bánh bò. Bánh bao đi, bánh bao đi, ai ủng hộ? Bao. Dạ, có liền. Ở đó chị đi tới. Dần. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, nhân vật xuất hiện ngay sau đây đó chính là Hải Triều. Cô gái này có số đo 3 vòng, 50, 50, 150. Dừng. Diễn đi má. Nhiều cái bắt tao. Đưa cặp bưởi vô mặt hoài. Dạ 5 đồng cái. Lấy 1 cái. Dạ đi. Ừ. Cho xin 10 đồng. Lấy con cái bánh bao hả? Dạ. Cho xin 10 đồng. 5 đồng 1 cái bánh bao đúng không? Dạ đúng. Ừ. Thì giờ lấy con cái à. Sao mà 5, 10 đồng được? Dạ cho xin 10 đồng. Mày điên rồi hả? Mày điên không? Dạ ai điên vậy? Mày điên không? Mày cầm bánh bao tao tính cho mày coi. Mày nói miệng với tao đi. Trời ơi, nói miệng với mày tao mệt quá hà. Nè, lấy máy tính với dân chợ cho tụi mày mới được. Mày lên đây. Mày nói nhiều cái bánh bao? Dạ 5 đồng 1 cái bánh bao. 5 đồng 1 cái tao làm chẳng cho mày 10 đồng luôn đúng không? Dạ. 10 đồng nè. 10 nhân 2 là tại tao ăn 2 cái. Dạ. Là bằng 20 đúng chưa? Nhưng mà tao đâu có ngu. Tao ốm, tao đai ẹt, hiểu chưa? Tao ăn 1 cái thôi là 20, mình chia đôi, hiểu không? Không mua 2 cái, hiểu không? Chia đôi bằng 10 đồng. Có kỳ vậy ta? Sao chị? Cái vụ cái bánh bao thôi mình bỏ qua đi, chị không mua nữa nghe cưng bay cưng. Chị mua bánh bao em mà chị từ chối, chị không mua nữa là chị mệt với em á. Cái gì? Chị mệt với em á. Cái gì? Mày nói ai mệt với mày hả? Nè, mày biết chị mày là ai không? Nghe chưa? Mày mệt với tao thì có, mày hiểu không con? Chị chờ em 1 giây nha. Anh Cường! Lấy cho tao cái ghế. Dạ. Tao nhìn thấy đồi núi không à?
Ê con khô cá hố à. Mày cùi bắp mà chơi với mía ghim hả? Mày nghĩ sao vậy? Hả? Mày nghĩ sao? Tao ở trong tao nghe hết tất cả rồi, hiểu chưa? Mày biết không? Biết gì anh? Mày biết không? Không. Tại sao nó là thằng bánh bao nghèo khó, mày nghĩ sao mày kêu nó đi mua dâm hả? Ê! Cái gì vậy trời ơi? Đại ca, đại ca, nãy giờ đại ca nói tin tức thời sự, còn cái phim này là nhỏ này mua bánh bao mà không trả tiền á. Ê, đệ tử. Dạ. Tao thoại lộn lời, tại sao mày không nhắc lời cho tao? Có, nãy không có nhắc đó mà anh không nghe. Ok, dạ. Xin lỗi mày. Ê, con khô cá hố. Dạ. Cưng có biết chị là ai? Hả? À, không, xin lỗi. Có biết tao là ai không? Không. Không biết phải không? Dạ. Mày, giới thiệu đi. Dạ. Dến cái lỗ tai lên mà nghe nè. Ở đây, tao là Quốc Khánh trong vai thằng bé bán bánh bao. Mày khốn. Tào lao dễ sợ. Mày tào lao mới lao hả? Dạ. Tại sao mày không giới thiệu tao mà mày giới thiệu mày? Mày muốn háo danh phải không? Háo danh phải không? Mày muốn nổi tiếng phải không? Dạ. Nổi tiếng phải không? Mày muốn trở thành Kiều Minh Tuấn phải không? Phải dạ, không? Dạ dạ không. Muốn thành Nhật Cường. Ừ, thằng đó dễ thương á. Mày vô trong đi, lát tao mua cho mày bộ đồ, mày đi làm trợ lý cho tao. Dạ. Cười gì cưng? Cười cho vui mà. À, tại sao cưng mua bánh bao người ta rồi không chịu trả tiền? Dạ, anh thấy em ăn bận sang trọng chứ không có tiền. Hả? Mặc đồ sang trọng nhưng mà không có tiền? Dạ. Yên tâm đi, đây là bánh bao chỉ. Ha, bánh bao này là bí quyết đã 11 đời của đại ca tao. Đại ca tao là Hứa Văn Lèo. Dạ. Yên tâm, đại ca nói người nào không có tiền tặng cho người đó ăn một cái để lấy thảo. Dạ dạ. Đây, bánh đó. Bao chỉ. Chà, bắp không à? Đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Em thấy rồi. Ủa. Vậy mà nó nhét đâu dưới đó? Nó nhét vô lớp trấu à anh. À. Anh cho em này nha. Ừ, ăn cảm đi ơn anh. Trời ơi, tốt bụng quá. Bánh bao đó là bí quyết đó, không dám truyền lại cho ai đâu. Ngày xưa tụi tao đâm chém cũng vì bí quyết bánh bao đó. Sao? Anh trai. Ngon không? Anh trai ơi. Anh trai ơi, anh trai. Nói nghe nè, cái bánh bao này ăn ngon ghê luôn á anh trai. Mà ngon á không phải từ cái nhân anh trai, mà ngon là ngon từ cái vỏ đó anh trai. Bây giờ đó, anh trai có thể chỉ cho em á, là cái vỏ đó mình làm một cái bột gì không anh trai? Thôi! Đời tôi làm giang hồ tôi kỹ nhất là sợ nhột. Cứ cả hoài làm sao chịu nổi. Anh trai chỉ ơi. Không. Đây là bí quyết của đại ca, tao chỉ đại ca tao luộc tao liền, hiểu chưa? Còn nếu không á, chỉ cái trách trộn bột cũng được. Mày nói cái gì? Trộn bột hả? Trộn bột là bánh bao đó anh trai. Ok, trộn bột thì dễ thôi. Đây dạ. Nè, cái cách mà làm bánh bao, nhưng nó không quan trọng. Nhưng cái cách mà trộn bột á, tại vì bột là mình phải làm sao cho người ta ăn vô, nó ngon. Trộn bột là không được. Tại sao vậy anh trai? Nếu mà tao chỉ ra thì đại ca sẽ giết tao. Mày hiểu chưa? Anh trai ơi, anh trai ơi. Đại ca ơi, em giao bột tới nè. Đẹp vô. Bỏ bột đâu anh? Để trong đó đi. Anh trai. Gì? Anh trai ơi, anh trai. Cái gì? Thằng bé là thằng bé giao bột hả anh trai? Đúng. Anh trai ơi, con thằng bé giao bột mà em không thấy nó cầm cái bịch bột gì anh trai. Em gái. Ê. Em gái của chị. Trời ơi. Trời ơi. Má ơi, sao chị em nó dập dìu ở cái khu này quá vậy? Có thằng bé giao bột mà không thấy cầm bột, hỏi đi cưng. Anh. Em là chị, em sinh đôi với nó. Sinh đôi với nó dạ. Hả? Em nghe nói là có cái bột gì ngon lắm phải không anh? Chỉ cho chị em với. Nhưng mà nói nghe nè. Dạ. Ê, định lấy thịt đè người hả? Bây giờ anh trai chọn đi. Cổ Kim, anh trai chọn ai? Kim chỉ vàng được không?
Chị của anh trai chị đi. Chị cái đi mà. Thằng bé dao bột nó mất tiêu rồi mà không thấy bột nó hết trơn á. Trời ơi, cưng ơi cưng. Vậy cưng sắm con mắt để làm cái gì? Em nhìn chứ. Đó, vậy nó ra dao bột đó. Anh trai giỡn không, nó cầm tay không, nó vô bột đó mà ra. Trên tay nó có gì chắc chắn? Đeo cái băng gì trên tay băng mà. Băng đó. Băng bột. Thế thường là mấy người bị tai nạn xe cộ, người ta băng bột, ta đem vô sùng chín. Tôi lấy cái bột đó đem về, tôi nhồi, tôi làm bánh bao. Chị ơi, đừng nói là ăn rồi em, nha. Em ăn hết một cái luôn chị à. Trời ơi, chóng mặt quá. Ôi không ra, độc đã thấm cho người em rồi chị ơi. Sao? Nhận rồi phải không? Dạ. Tụi bay diễn đủ chưa? Một đứa chưa đủ, phải hai con mới đủ hả? Chị phải em tưởng tao em già đến từng tuổi này mà tao không mời. Hiểu hả? Mời, nói mời. Hiểu? Nói mời em không? Nghe tao hỏi. Có phải tụi mày là đệ tử ruột của thằng Tràng Dương không? Đúng. Đúng. Mày con gái tao cũng đánh. Mày khẳng định đi, mày có phải là đệ tử của thằng Trạc Dương không? Đâu? Đâu? Mày đau không? Không đau. Không đau. Một lần cuối cùng có mắm đù, mày đau không? Không. Không. Ông mệt rồi đó, mày đau không? Đau. 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 Đau tao cũng đau. Tôi nói đau rồi mà sao anh đánh? Tao ghét. Đánh cho đá tay hiểu chưa? Hả? Mày dám cả gan hả? Mày dám cả gan vô đây hả? Mày đụng ổ rồi. Tụi bay đâu? Ra đây luộc hai con nhỏ này cho tao. Dừng tay lại. Đại ca. Đại ca. Dừng. Chứng thưa quý vị khán giả. Không cần, ở đây ăn biết tao. Lâu lắm mới còn trâu, bị rủi vô nữa. Dư thừa. À, đại ca mày đi hả? Tao nói cho mày biết. Vậy nè. Đây là hai đứa em của tao. Mày đụng tới nó, có nghĩa là không liên quan tới tao. Đại ca. Làm việc cái gì vậy hả? Tao nói bao nhiêu lần rồi. Làm việc cái gì phải chắc cái đó. Đi lấy là lấy cái bí quyết thiệt. Đi lấy cái bánh bao tàu lao ngoài đường, mới ban đầy. Thì ra đại ca của mày là Tràng Dương đây. Mày cũng xàm lắm. Mày vô cái khu cảng này rồi cuộc đời mày không còn gì ở đất này nữa. Một khi tao đã bước vô đây thì tao cũng sợ điều đó lắm. À, mày sợ là mày tốt. Tại tụi mày có ba người trong khi tụi tao có một bầy. Tao nói cho mày biết. Nhìn cái đám của tụi bay đi. Thằng thì chấn thương. Thằng thì đó. Nó có phải đàn ông đâu. Thì tao lạ gì nữa. Trong cái khu vực này, tao nắm rõ hết tất cả địa hình, địa thế, địa lý. Tất cả mọi những cái cử chỉ của tụi bay tao đều biết hết. Hồi nãy tụi bay làm gì? Hồi nãy tụi bay làm gì? Mày muốn cái gì? Mày nên nhớ một điều. Giang hồ đâm chém tao không sợ. Chỉ sợ đâm rồi nó mẻ dao. Giang hồ giang nắng tao không sợ. Chỉ sợ nắng rồi không biết trốn ở đâu. Tất cả những thứ trong cuộc đời này nó sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nếu mày không biết nắm bắt nó. Tụi bay! Ra tay! Trời bay! Ê! Ai vậy? Dài tay lưng, A Dưng tay lại. Dưng! Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ đặc biệt. Nghệ sĩ trân thành trong vai đại ca Xuân Trúc. Mày thấy chưa? Mày thấy đại ca của tao chưa? Châu Tinh Trì là em ổng đó. Hồi nãy thằng nào đưa tao chai rượu đế uống xỉn quá mày. Trời ơi. Em tưởng đại ca là nhảy, nãy giờ nhảy không hả? Nhảy bà nội mày, tao ra quýnh lộn mà tao không thấy đường luôn á. Xỉn quá hả? Xỉn quá. Xỉn quá đại ca. Của ai vậy? Làm việc nào đội nón lá mà. A cha cha cha. Tràng Dương. Dương. Hết tập 1. Rồi xong. Ê ê đứng lại. Đứng lại. Thằng MC mất dạy mày ra đây. Sao chửi con luôn vậy? Cả thế giới đều biết tao mắc nói, tao mới ra tao nói có câu mày cười hết tập 1 mày. Thì cái tập này nó đến đây là hết rồi.
qua tập 2 người ta mới hấm. Hết con mắt mày, tao cũng mắc nói mà mày thật chưa nói một câu nữa đó. Mày cho tao nói lỡ, ít nhất cũng phải được một câu. Rồi, diễn. Càng Dương, mày nghe tao nói nè. Hết tập 1. Mất dài. Mày đứng đó, mày đứng đó. Mày đứng ở đây, mày đây. Đứng ở đây. Nha. Xương sườn mày là nấu phở là ngon lắm nha mày. Nha. Tại vì tập này nó bán không được quảng cáo á. Tao chưa nói gì sao mày đuổi vô hết rồi mày. Thì đó, tập này bán được quảng cáo, qua tập sau mới bán được quảng cáo. Mày nói luôn đi, tập mấy tao mới được nói. Qua tập 3. Cho tập 3 đi. Tập 3 diễn. Ở đâu hai con voi qua đây vậy? Bớt lại mấy đứa. Trang Dương. Tao nghe đấy. Mày hãy nghe tao nói. Mày nói đi. Hết tập 3. Mày chết mà. Ê, đứa này. Bây giờ mày nói tập mấy tao được nói, mày làm một lần một luôn nè. Tập cuối. Tập cuối đi. Diễn. Trang Dương, mày hãy nghe tao nói. Tao không muốn nghe. Đi về, nó muốn nghe nó thôi, đi về. Ủa gì kì vậy? Cái gì kì vậy? Phim chiếu gì kì vậy? Mày mày kiếm chuyện với tao hả? Ê sao quánh lộn mà tao nói chuyện mày không muốn nghe tao nói là sao? Có chuyện gì mà giải quyết nhanh ngọn lẹ đi. Tại sao mà bên phe của mày tối ngày qua đây tìm cách ăn cắp bí quyết làm bánh bao của bên cảng của tao là sao? Bây giờ mày muốn cái gì? Cái gì của ai thì nó sẽ thuộc về người đó vĩnh viễn thôi. Cái gì của mày? Không có cái gì trên đời này của mày đâu. Cái bí quyết làm bánh bao ngon là của cảng tao. Được. Mày không có cái cửa gì mà mày qua đây hết trơn á. Xin lỗi mày. Ngày xưa mày chỉ làm bột thôi. Từ khi tao chế ra cái nhân mà ăn cắp cái nhân mày gắn vô thành cái bánh bao. Chỉ mày có biết làm bột để làm gì không? Làm bột để bọc cái bánh bao. Không. Làm bột là để bọc tay chân lúc mà mày gãy nè. Bây giờ quýnh mày gãy tay gãy chân mày. Trời ơi trời. Mày nói chuyện giống như tao sinh ra, ba má tao sinh ra để cho mày quýnh vậy. Trời trời. Mày chờ đó, mày đứng đây mày chờ đi. Cái gì? Đó. Lấy hàng ra. Hàng đâu? Hàng đâu? Cái gì vậy? Vậy? Hàng đâu? Dạ thưa đại ca, ở đài truyền hình căng lắm, không cho cầm dao chém nhau đổ máu làm ảnh hưởng đến con nít, cho nên tưởng tượng thôi. Ê quýnh lộn sao mày? Hả? Tưởng tượng quýnh lộn có hàng cho quýnh sao? Mình quýnh tưởng tượng có dao coi như chém thằng nào đó tự rớt đầu đấy. Trời ơi trời gì đó. Không lẽ nguyên một khu vực này không một thằng nào có một cây dao? Mày dao mày kéo đi. Quý vị nghe thấy cái gì chưa? 10:30 đêm, cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng đã được xuất hiện. Dân Kiều Minh Tuấn trong vai cậu bé bán dao. Mày lẹ đi, người ta lấy xe về hết trơn kìa mày ơi. À mua dao dùm đi. Rút. À, mày anh ta đặt u đặt hả? Mày cầm cái gì vậy? Cái cá. Bây giờ vũ khí đã có trong tay, giữa hai chúng ta phải có một người ở lại và một người ra đi. Chính xác. Còn chờ gì nữa? Lên. Lên. Cái gì vậy? Tụi mày. Ê mày. Đừng có nói mày tao. Đài truyền hình cấp không cho nói mày tao. Nó xưng bạn bè thôi. Ừ. Mày điên hả? Quánh lộn mà kêu bạn bè là sao? Coi như học mẫu giáo đi. Con ghét cái thằng nào cũng thù nó cho mấy cũng đó bạn thôi. Bạn ơi bạn, bạn đừng có nóng. Bạn đừng có đâm tôi vậy thôi. Xong. Rồi. Nói lại nha. Rồi. Khoan. Tụi bạn. Ừ tốt. Không có tâm lý quánh lộn luôn thiệt á. Không có tâm lý quýnh lộn luôn thiệt á. Quýnh lộn mà kêu ê bây giờ bạn ngon bạn đánh mình coi giận sao. Ok bây giờ muốn diễn gì diễn về có người đúp lòng tiếng thế chứ. Ồ diễn đi.
Bây giờ trả tiền giao chưa? À. Chưa trả tiền giao đó. Trời trời, giang hồ mà phải sợ một thằng bán dao, rồi bây giờ phải trả tiền cho nó. Chuyện giống như trong phim. Thôi, cái gì cũng vậy, mình giang hồ mình sống được tới ngày hôm nay là mình phải biết điều. Ok. Nên bây giờ mày trả cho tao đi. Tụi bay bao nhiêu đứa tất cả? 1, 3, 4, 6 10 đứa đúng không? 10 đứa, có 10 đứa. Tao 3 đứa là 13. Bao nhiêu? Nhiêu một cây? 5.000 cây. 5.000 cây. Ừ. Bây giờ mà tính giống như bánh bao hồi nãy. 5.000 13, 5 x 13 là ra 16.000 đó. Trả nó đi. Quá xuất sắc. Gia đình mày chắc buồn mày lắm. Tao không cần biết, giờ không có tiền phải không? Thằng MC đâu rồi? Kêu nó mượn tiền nó trả coi. Xin thông báo, MC đã lấy xe ra về. À, nó về rồi. Ngon không quá, cần biết. Quá. Tại sao tao là đại ca mà tao phải trả tiền cho mày? Đâu? Tao mày quá lão. Yeah! Yeah! Tao! Ủa? Trời ơi! Gì vậy? Mày... là mày đâu có phải Công Tuấn. Tao nè! Trời ơi! Họ lại nhập ra nhau. Ai? Trời ơi! Trời ơi! Tao vẫn chưa nhận ra mày. Mày nhận ra đi. Ai vậy? Thằng Tuấn đó. Mày tao là Tuấn nè. Trời ơi. Thằng Tuấn. Tao là Tuấn nè. Đúng rồi. Từ nhỏ tới giờ mình vẫn chưa có đứa bạn nào tên Tuấn. Tưởng đâu ba người bạn đã gặp lại nhau. Nhưng tưởng là đổ máu. Ai ngờ họ gặp lại nhau. Ông trời xui khiến. Trời ơi, tại sao? Tại sao? Tại sao? À, sao nó mát cái lưng dữ ta? Đại ca có sao? Sao mày la chi vậy? Tao đứng bên phe kia mà mày la nó giật mình nó chém tao kìa. Em vui, em la. Sao mày chưa về đó mày? Trời ơi. Rút ra. Buy one, get one free. Trời đất ơi. Đang nhận người thân à, cái thằng vô duyên à. Tuấn. Mày không nhớ thằng Tuấn hả? Tao nhớ mày lắm. Nói Giang! Mày khỏe không Giang? Giang là thằng bên này ông cứu nội. Thiệt á, muốn rạch mặt nó ghê vậy thiệt á. Đúng rồi Giang, mày nhớ tao không? Mày hãy nhắc một lần nữa đi. Tao với mày đi học ở Đắk Lắk đó mày nhớ không? Nhớ rồi đúng không? Quê tao miền Trung mà. Đúng rồi, tao từ Đắk Lắk. Tao xuống miền Trung, tao học chung với mày đó, ba, nhớ chưa? Ba đứa mình học ở Sài Gòn. Mày sai hết trơn rồi. Hãy một lần thử đúng đi cho tao mừng coi. À, bây giờ mình bỏ chuyện học qua một bên được không? Phải nói tới cái chuyện học thì mới nhớ đến ngày xưa ba tụi mình học chung một thầy. Đó là bánh bao đại sư tổ. Đúng. Sư phụ dạy nghề cho ba đứa. Ba đem ta tình như thủ túc. Rồi một ngày đó. Sao mày ngâm lâu vậy? Em đi. Ai nè. Ôi trời ơi. Em ra ngoài đường kìa. Ôi. Mày bơi. Tao nhớ ra rồi. Ừ. Nói đi. Tao nhớ ra rồi. Đó. Đúng rồi đó. Từ ngày má tao mất, ba tao phải ở một mình. Tao đã nhớ ra rồi. Cái chuyện của dòng họ nhà mày kể đi, chi thằng điên. Mình đang kể cái chuyện của ba đứa mình. Ờ, chuyện bánh bao mà. Rồi một ngày nọ, hai tụi tao bị thầy quở phạt. Tao nhớ là chỉ còn một mình mày ở gần sư phụ thôi. Đúng rồi, sư phụ cưng nó lắm. Vậy thì tại sao bao nhiêu năm trời sư phụ đâu? Mày biết sư phụ già rồi. Sư phụ chết rồi. Trời ơi. Cát bụi rồi sẽ về với cát bụi. Sư phụ chết thì tại sao mày không về với cát phượng? Hả? Ủa lộn cái nói. Mày nói gì vậy? Lộn rồi. Có chừng mày bị trừ lương à. Ok. Đại chứ anh Di dặn là đừng có kêu tên nghệ sĩ vô là người ta cắt hết. Nói giỡn vậy. Bây giờ sư phụ chết rồi, tại sao mày lại trở thành một người bán dao? Mọi chuyện thay đổi quá, mày già quá rồi, tao cũng vậy. Sao nè? Ngày xưa,
ba tụi mình ở chung nhà mày nhớ không? Nhớ. Chia nhau từng cái bánh. Đúng. Từng gói mì tôm. À, tao nhớ ra rồi. Chuyện gì nữa? Nói đi. Từ khi má ta mất, ba ta phải ở một mình đến bây giờ. Mày mất hoài. Đang nhớ lại chuyện. Một lần nữa mày kể cái đoạn mà từ khi má mày mất là tao sẽ kể cái đoạn từ khi mày mất. Nha. Thôi bây giờ nè, bỏ cái chuyện học, bỏ cái chuyện ăn bị gói qua một bên đi. Nói chung mình nhắc đến chuyện tình cảm đi. Đúng. Chuyện tình cảm, nhớ không? Nhớ. Ngày ba xưa đứa mình. Ba đứa mình yêu chung một cô gái. Nhưng mà cô gái đó không yêu tụi mình. Chỉ có tụi mình là gì? Anh trai. Nhưng nó chỉ coi một mình tao là anh trai thôi. Còn nó vẫn yêu mày. Chính xác. Thầy thương mày. Đúng. Con nhỏ kia cũng thương mày. Đúng. Bí kíp thầy cũng truyền lại cho mày. Đúng. Tụi tao thì bị thầy hất hủi để trở thành những thằng giang hồ đầu đường xó chợ. Bây giờ mày trở lại đây, mày coi thường tụi tao chứ gì? Tao không coi thường. Tụi mày thấy đó. Tao cuối cùng rồi cũng chỉ là một anh chàng bán dâm thôi. Cái gì? À, một anh chàng bán dao thôi. Mày bán dao mà mày đồ bán cái kia à? Không. Đại ca, đại ca. Đừng đó. Dao đại ca gãy rồi. Sao cái này mất công về đại truyền hình để làm kỹ xảo. Bây giờ tao không nói nhiều với mày nữa. Chuyện được. Của mày đi ra chỗ khác. Tao không cần mày thương hại. Từ bây giờ này... chuyện của tao là tao xử cái thằng lùn này mới được. Tao đến đây không phải để đùa giỡn. Một rừng không có thể hai cọp. Một nước không có thể hai vua. Từ khi má tao mất, tao biết cuộc sống nó quý trọng. Mày có cách nào mày kể chuyện từ khi mình quýnh lộn được không? Được. Bây giờ tao không cần biết từ khi má mày mất lúc nào. Nhưng kể từ hôm nay mày sẽ chết. Trời mày. Cái gì nữa? Tụi mày không được đánh nhau ở đây. Tại sao? Không được chém giết ở đây. Tại vì nếu tụi mày chém giết ở đây thì sẽ có một chuyện kinh thiên động địa. Chuyện gì? Chuyện không vui. Không vui là gì? Đó là một cô gái sẽ bị ảnh hưởng. Cô gái nào? Cô gái nào? Đó là cô gái vừa tròn 18. Ủa con lao công này là ai vậy? Trời ơi, nó ra nó múa quá. Mà con nhỏ này nó liên quan gì đến cái câu chuyện này? Hả? Con nhỏ này liên quan gì đến cái chuyện tao với cái thằng Tràng Dương đánh lộn? Tao nói nè, nếu mà tụi mày đánh lộn thì cô ấy sẽ chết. Chết cái gì? Nó chết đi vô gì? Trong kia, mắc gì nó chết? À... Tại vì nếu mày động thủ trước thì mọi chuyện sẽ như thế này. Sao? Thằng Thành động thủ trước. Thằng Thành chém mạnh một góc 90 độ, lao thẳng tới thằng Giang. Nhưng tao nhanh tay hơn, tao chụp tay được, tước dao của nó quăng thằng Thành quăng Giang. Nó đè vào hai con nữ luôn. Thì ngay lúc đó tụi đàn em làm gì? Chạy tới tao và vung dao vào tao. Tao đỡ. Tao làm một cú thiệt mạnh. Rồi vô tình cô ấy đi ra. Bạn, lúc đó mình đang làm gì bạn? Bạn đứng coi thôi bạn. Làm gì có chuyện tào lao diễn ra được. Tao nói thiệt mà. Ê, con nhỏ kia đứng ở trong kia nó ra chi cho nó chết. Đúng không? Cái là do cái con nhỏ đó. Nhưng mà chắc gì tao quánh thằng này. Lỡ nó quánh tao trước thì sao? Đúng không? Nếu trường hợp thằng Giang động thủ trước thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Lúc đó thằng Giang tức điên lao thẳng tới người nó. Và tao hất mạnh tay thằng Giang. Thằng Giang đâm vào ngực con ả kia. Mày lợi dụng thời cơ nhảy qua đâm thằng Giang. Nhưng tao nhanh chân hơn đạp mày. Mày văng thẳng vào tụi đồng bọn. Rồi cô ấy vô tình đi ra. Tao không cần ai đỡ hết. Bạn hả? Bạn ơi, lúc đó mình làm gì bạn? Bạn đứng co thôi hả? Hả?
và mọi chuyện xảy ra như vậy đó. Tụi mày hiểu tại sao? Đâu, tụi mày... Cái đầu tôi như con điên rồi. Nói tiếp đi. Tụi mày có biết tại sao tao muốn bảo vệ cô ấy không? Tại sao? Tại sao? Tại vì cô ấy là người yêu truyền kiếp của tao. Đâu liên quan gì đâu. Người yêu của mày đâu liên quan tới tụi tao. Tụi tao chỉ quýt lộn thôi. Đúng không? Được. Như vậy cho nên mày đừng nói nhiều nữa. Chàng Dương, hôm nay mày phải chết. Yeah. Mà anh quay lại, anh muốn đổi lại quá khứ mà không được. Tại sao? Hãy rời bỏ tiền kiếp và trở về với kiếp vĩnh sinh đi. Tiền kiếp của nhà ngươi là thế đó. Tôi đã biết tiền kiếp của tôi rồi. Không lẽ bây giờ tôi là phải chết để gặp lại cô ấy sao? Không cần thiết. Người ta có thể đi tìm nhau vì nợ, gặp được nhau vì duyên. Và duyên là đây. Tôi lại gặp ma nữa à? Cô ta không phải là một bóng ma. Đây là người thật. Vậy còn cái hình? Tấm chân dung đó chính là mẹ của cô ta. Duyên là đây. Ngươi đã gieo và ngươi đã gặp. Nhưng ở được bên nhau không là do chính các người quyết định tại kiếp hiện sinh này. Còn ta, ta đã có thể rời bỏ ngôi nhà này rồi. Chào anh. Chào em. Em biết anh chứ? Em không biết anh đâu. Mà cũng không cần biết anh. Em chỉ cần biết đời này, kiếp này, anh sẽ luôn bên cạnh em. Sẽ luôn yêu em và bảo vệ em. Nhưng mà cho anh hỏi một điều. Em 18 chưa? Em trên 18. Kính thưa tất cả quý vị và chương trình của diễn viên Kiều Minh Tuấn với chủ đề Em 18 chưa do công ty Các Production thể hiện. Trong buổi tối ngày hôm nay đến đây xin được khép lại và chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình trở lại sân khấu để nhận hoa từ đơn vị sản xuất giám đốc. Xin được trân trọng kính mời nữ nghệ sĩ Cát Phương. Có gì nhận hoa. Kính thưa tất cả quý vị và trong giây phút đặc biệt như thế này, live show Kiều Minh Tuấn Em 18 chưa với phần thực hiện của đơn vị sản xuất Các Production. Và giờ đây thì nghệ sĩ Cát Phượng gửi những đóa hoa tươi thắm đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời
nghệ sĩ Kiều Minh Tuấn trong giờ phút này sẽ có đôi lời gửi đến tất cả quý khán giả cũng như là gửi đến cho người sản xuất chương trình ngày hôm nay, nữ nghệ sĩ Cát Phượng. Rất là hạnh phúc, thật sự không biết nói gì, đang rất là run. Chỉ biết cảm ơn anh em nghệ sĩ đã hết lòng vì Tuấn đổ xương, đổ máu, đổ mồ hôi, nước mắt. Cảm ơn khán giả luôn yêu thương Tuấn và đến đây rất là đông đủ. Cảm ơn ekip thực hiện chương trình Âm Thanh Ánh Sáng. Và đặc biệt là cảm ơn bé Khả Như đã hết lòng vì live show của anh. Nhưng mà vì tai nạn cho nên là hôm nay là Khả Như không có xuất hiện trong live show. Chắc chắn sẽ làm cái live show thứ hai và sẽ có Khả Như. Dạ. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn Mỹ. Dạ. Và cũng thể theo lời yêu cầu của khán giả thì xin được anh Kiều Minh có thể chia sẻ thêm một chút những cảm xúc của mình dành cho người đã tổng đạo diễn chương trình cũng như là giám đốc sản xuất nghệ sĩ Cát Phượng không ạ? Xin được mời anh. Chúng ta hãy nói về câu chuyện sau nhiều đêm chung sống với nhau. Đó là nhiều đêm anh em đã cùng chung sống trên cái sân khấu này. Quý vị đừng nghĩ xa hơn. Thật sự là rất là cảm ơn Cát Phượng rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà mình đi phim thì Cát Phượng đứng ra tổ chức, mời anh em nghệ sĩ, rồi tập dượt và chuẩn bị kịch bản. Đến bây giờ vẫn còn lo, vẫn còn đang run. Thì không biết phải nói sao cho chính xác. Chỉ mong là mọi người nên chứng kiến cảnh này. Cái công người ta còn cho cơm mình ăn hàng ngày, nấu cơm, nấu nước, rồi dân tặng hồng. Phải nói cho người ta những cái nhiệm vụ cao cả người ta đã làm, nói hết. Ủa, này đâu phải chương trình Sao Ánh Hào Quang đâu bạn. Ôi, sao? Vô. Thôi, không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn mọi người, rất nhiều. Xin cảm ơn anh em nghệ sĩ, cảm ơn Nhật Cường, anh Trường Giang, Trấn Thành, Miu. Cảm ơn chị Giang. Cảm ơn. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai, và không phải ai. Kính thưa tất cả quý vị, và một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt cho công ty Cát Production cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của tất cả quý vị cho live show của diễn viên Kiều Minh Tuấn. Và chương trình khép lại tại đây. Chúc tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Xin chúc tất cả quý vị một đêm thật ngon giấc. Hẹn gặp lại chương trình lần sau. Chào bà con khỏe không? Khỏe nhiều không? Tôi cũng hơi mệt á. Thấy nó lác đác cũng hơi bị rối đó nha, chứ phải giỡn. Thôi kệ, làm vài đường quyền cho nó khỏe khoắn rồi ra mồ hôi rồi lên ngủ cái. Mới mua nhà chung cư xong mà, bởi khổ lắm. Tự nhiên cái gì vậy trời? Mày điên hả? Hả? Bà nội cha, nè. Tao nói biết cái trước nha. Tao biết tao đẹp. Mày có thể nhìn tao mày cười mày ngắm nghía được.
Nhưng tôi đề nghị mày nhìn từ đây đổ lên thôi. Mày nhìn từ đây đổ xuống mày cười tao nhột, mày hiểu không? Hiểu chưa? Bà nội cha đấy cũng đời ư vậy trời, nó cười hoài vậy. Nè nè nè, mày cười cái nữa tao kêu bảo vệ tao bắt mày liền đó nha. Nha. Mày điên khùng ra mày quậy ai đừng quậy tao nha. Mua gì? Chú mua tờ báo chú. Mua... Bà nội cha nó, mày mua báo, mày bán báo thì mày cần nói chú ơi. Mua con tờ báo tao biết rồi, tỷ mày làm cái gì mày cười tùm lum la vậy? Nhưng khùng vậy. Con đang quảng cáo á chú. Quảng cáo gì? Chú nói con trẻ không? Mày là mày trẻ hơn tao chắc rồi đó. Đang gì? Mày cười. Mua tờ tụi dây cười chú. Mua... Được luôn hả? Báo tụi dây cười. Có chuyện khó vậy mày cũng nghĩ ra luôn hả? Được hết á. Hay à nha, thông minh. Cái thời buổi kinh tế khó khăn và mình cần phải có những là quảng cáo tiếp thị vậy, để người ta ấn tượng tới mình, ta nhớ mình, ta mua cho mình. Dạ. Con rất là giỏi, dạ. Thông minh nha. Dạ. Rồi đi đi, chú không mua đâu. Khen đã sao không mua trời. Trời ơi, chú khen con quá trời quá đất, con muốn gì nữa con. Nha, thôi đi đi con. Thôi chỉ con quảng cáo báo khác à chú. Báo gì nữa? Mày điên hả? Mày làm gì mày quẹt vậy đây? Nè tao nói mày nha, ở công viên này nè nha, mèo chó qua lại thường xuyên nha. Nó lỡ gì mày quẹt nè. Mày quẹt quẹt nè. Nó đưa là trời ơi, một đống luôn. Cũng tại mày không à? Bà nó cha làm ăn cho hết luôn à. Mày quảng cáo cái gì sao mày không nói đại, mày làm cái gì vậy? Mua con tờ đất mũi. Con này nó thay thông minh quá ta. Đất mũi. Quẹt nữa đi. Quẹt tới ông nội tao hả? Nói chung là con giỏi. Giỏi chú. Càng ngày chú càng nghĩ con là thông minh. Dạ. Chú không mua đâu nha. Quẹt cũng bệnh luôn không mua trời. Để tôi tập thể dục thể thao xíu, tôi lên tôi nghỉ ngơi đi mày ơi. Anh Long đẹp trai. Cái gì nữa? Tại sao vậy? Tại sao lại từ chối tình em như vậy? Trời ơi, nó bê đê hả trời? Em không có bê đê. Trong một đêm mưa gió, anh cướp đi cuộc đời của em. Ê, bậy nha, bậy nha. Mày nói cái gì nói được, người ta đi ngang qua, chết tao luôn nha. Đừng có chối, mưa như ngày hôm nay, trời lạnh, anh ôm em vào lòng. Sau đó, anh cướp đời em. Nè, mày nói là cái gì được rồi, ăn bậy được không? Một hài nhi đã sinh ra. Hồi nào, mày điên hả? Cái mặt đẹp như anh, tóc hói như anh luôn. Nè nha, cái gì nói tao báo bảo vệ nghe chưa? Anh đừng có nói bảo vệ gì hết. Anh mua em tờ điện ảnh kịch trường nha. Đi... báo điện ảnh kịch trường. Thiệt luôn á, muốn rớt tiền của nó luôn á, thiệt. Tao đề nghị mày quảng cáo gì nó vừa vừa phải thôi nha. Mày làm lố quá người ta chịu không nổi, người ta điên khùng theo mày bây giờ đó. Không mua đâu, đi đi, tao phải dục nữa. Ôi, tao nó quá trời, nó đất đứt luôn, không có mua được tờ báo gì hết trời. Anh Long. Cái gì nữa? Anh đứng yên. Cái gì? Chúng tôi đã theo dõi anh rất lâu. Tôi bán báo như vậy thôi, nhưng thực sự ra tôi giả dạng tôi đã theo dõi rất lâu. Để tôi phát hiện hành vi của anh. Hành vi gì? Anh buôn bán trẻ em. Nè. Buôn bán chất cấm hàng trắng. Cái gì hồi nãy là bậy lắm, còn gì còn bậy hơn nha. Anh đừng có nói nhiều nữa. Cái gì? Lên tòa giải thích. Cái... theo tôi về phường. Không có, có gì. Nhanh. Tôn đi. Nhanh. Tôn đi. Mua tờ báo công an anh. Mua. Mày quảng cáo báo công an. Báo công an. Anh làm gì vậy? Tao lấy ghế tao đập đầu mày chứ làm gì? Sao mày điên hả? Từ nãy giờ ra có chưa tại đây mà 5-6 phút rồi mày làm tao rớt rớt tiền mày luôn à. Mày quảng cáo cái gì mà làm cái gì làm tao muốn rớt tiền mày luôn sao? Đi. Mua tờ ấy. Tao quạo mày rồi đó nha. Mua tờ ấy. Không mua. Không mua thiệt luôn hả? Không mua. Khốn nạn. Nít bây giờ nó quỷ quyệt ghê chưa. Mới chú còn không mua một cái, nó chửi thẳng mặt mình khốn nạn liền vậy đó. Riết quá đáng. Xin có 5 phút đồng hồ thôi mà thiệt khổ quá. Hết cái thằng kia cười cười tới thằng này ra nó khóc. Nè. Mày làm ơn mày khóc đi chỗ khác khóc nha. Nha, tao đang ngồi ở đây nha.
mày đứng ở đây mày ngồi đó mày khóc là người ta nhìn qua tao tưởng là tao làm cái gì mày nữa là chết tao luôn à. Trời chú, sao chú nỡ xua đuổi con vậy chú? Chú nhìn thì mày ra mày khóc, đâu khóc thì mày đứng ngay tao, chú tao tập mày khóc làm sao mày điên hả? Con nói chú nghe hoàn cảnh đó con á, trời ơi nó bi đát lắm chú ơi. Chú nghe con tâm sự cái đó nha chú. Cái gì nữa, thôi nghe con tâm sự đi mà chú. Thôi không có tâm sự chứ, tao đang tập thể dục mà cứ tâm sự cái gì, tao đâu quen biết mày đâu. Chú ơi chú nghe con tâm sự đi chú. Không có nghe. Chú mà không nghe ảnh hưởng đến gia đình con luôn đó chú. Gia đình con sẽ chết hết gì chú đó. Nhưng gia đình mày chết hết gì tao? Dạ kệ chú nghe, gia đình con nghèo khổ lắm, má con bệnh nặng, ba con đi theo trai. Cái gì? Dạ dạ không, ba con đi theo vợ bé. Trời ơi thiệt. Hôm nay con phải đi buôn bán để về nuôi mẹ. Chú mua con tờ giấy số nha chú. Con năn nỉ chú. Trời ơi bà nội cha, từ nãy giờ mày bán giấy số mà ra mày bán mày nó. Sao mày y hệt cái thằng bán báo nãy vậy? Dạ chú mua con. Mày lòng vòng họ mày. Tao mệt mày quá đi. Mua con nha chú. Tao không có mua. Chú mua không chú? Không mua. Chú mà không mua con sẽ tự tử. Mày điên hả? Nè mày chạy đây nè, mày cắm đầu xuống đó đi nha. Mày cắm đầu xuống đó đi. Mà trước khi con cắm xuống đây, con nói chú biết, con mà chết, cảnh sát đến đây sẽ bắt chú. Đó, chú bắt cái xe tới bắt mày liền bây giờ đó nha. Cái xe tới bắt mày liền bây giờ đó. Bắt chú á? Mày điên làm gì bắt tao? Người ta sẽ khám nghiệm tử thi, trong mắt con hình ảnh chú sẽ hiện lên, bởi vì chú là người cuối cùng gặp con. Chú mua không? Chú mua không chú? Bà nội cha lần đầu tiên tập thể dục mà ở tù này chứ. Thôi đưa đây. Dạ. Bây giờ mày bán vé số mà lo gia đình mày đúng không? Dạ. Tốt. Dạ. Thà nó từ ban đầu vậy đi. Dạ. Đừng có dài dòng văn tự, phải không? Dạ. Ừ. Đúng là cái tuổi như con á. Dạ. Là tao phải ăn học đàng hoàng. Dạ. Mà này phải đi buôn bán mà nuôi gia đình vậy là quá tốt rồi. Dạ. Bán chú tờ vé số đi. Chú mua tờ không chú? Ừ. Dạ. Con hết vé số rồi chú. Mà hết vé số mày còn mời tao làm chi? Nhưng mà chú ơi, con còn tờ giấy giò. Mày điên hả? Tao không mua vé số, tao mua vé giò về tới ông nội tao hả? Chú à, buồn con đi chú, nhà con khổ lắm chú ơi. Thôi đây. Má con bệnh bao theo rồi, trai rồi, chú rồi. Ơi. Tới đây tao mua cho. Bao nhiêu vậy? Dạ ngàn. Nè. Dạ cảm ơn chú, để con thôi tiền cho chú. Thôi được rồi, chú cho con luôn á. Chú nói gì chú? Chú cho con đó, đi mua nước, bánh mì gì đó ăn đi. Tờ giấy giò 1.000. Ừ. Chú cho con 9.000. Trời, chú đại gia mà con. Sỉ nhục. Cái gì sỉ nhục con? Trời ơi, chú thương con thật sự mà sỉ nhục cái gì? Con nói chú biết, nhà con nghèo thiệt, nhưng mà mẹ con dạy con rồi, không được lấy tiền của người khác như vậy. Không phải, cái này chú thương con thật sự, chú cho. Ê, chú nói con là ăn xin ăn mài đó hả? Không có. Trời ơi, khổ quá nè. Đây nè. Đây. Tờ giấy 100.000. Chú cho con, đây là thể hiện cái sự thương con. Chú, cho con. Chú cho con 100.000. Đó, không có phải là gì hết trơn á, nghe. Sỉ nhục. Sỉ nhục. Chú nói như vậy là chú có lỗi với con lắm đó. Trời ơi, chú có làm cái gì đâu có lỗi. Trời, chú thương con thật sự mà. Ba mẹ con dạy con, tôi con lớn lên cho con đi làm, để kiếm tiền mà cái nghề chân chính, chứ không phải là đi ăn xin ăn mài như chú nghĩ đâu. Đây. Chú cứ làm như vậy. Đây, chú xin quỳ xuống. Chú xin lỗi cả một dòng tộc nhà con nha. Đây 110.000. Chú xin lại. Chú vừa nói gì? Chú xin lại 110.000 này. Lỡ lần này thôi nha. Quế nó không? Cho tiền bị nó chửi nó chứ. Công viên là tầng lầu. Ma quỷ gì đâu không. Thiệt tình. Xin có mấy phút đồng hồ. Vậy một cục. Tại sao lại như vậy? Nữa hả? Cái thằng ra cười cười, cái thằng ra khóc khóc, tới thằng này ra cái mặt nó nhăn. Mặt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ông nội tôi không biết tại sao mà như vậy nữa. Mà điên quá đi thiệt. Nó mặt cái nhăn. Mặt nhăn y như là mới hử địch. Mặt nhăn. Ai mới địch cho nó hử sao nó nhăn quá trời nha. Ông cha có làm gì đó đâu. Nghe bạn. Bạn cho mình hỏi câu được không? Rồi hỏi gì hỏi đi. Ở đây ngoài sự hiện diện của bạn có sự hiện diện của ai không?
no rồi, không còn ai khác hết trơn á. Cũng mấy cái chiêu quảng cáo nè, cái này phải đu theo nó nha, chết à. Tại sao lại như vậy? Tại sao như vậy? À, tại sao? À, tao cũng không biết tại sao tao lại như vậy nữa. Ở đây là không có ai ngoài tao với mày thôi. Mày muốn mời bán mua cái gì mày mời đại tao mệt lắm rồi. À, là ở đây có một mình mày đúng không? Thấy chưa? Biết ngay mà. Ôi, chắn lột chứ không phải mời mua bán à. Mày có biết cái băng đạn lưỡi dao bé xíu không? Hả? Ôi giời, mất con dao là em thấy nó bé xíu rồi. Ừ. Thích không? Anh no like. Mày thích không? No like. Không thích đúng không? Dạ không thích. Tại sao là không thích? Ôi giời, ông nội em làm sao thích được anh? Cái này nó rõ với ban ngày còn hỏi nữa. Không thích thì bỏ nó xuống. Dạ, cảm ơn anh, đúng rồi anh. Buông đao xuống lập địa thành Phật. Câu lập xanh... địa thành Phật. Mày thấy cái đầu tà tà này không? Dạ thấy anh. Thí dụ bây giờ đi thẳng vô cái trán thì sao? Sưng to lắm anh. Thấy cái đầu chĩa chĩa này không? Dạ thấy anh. Nó đi thẳng vô cái trán thì sao? Máu tung tóe. Mày có cảm thấy bị kích thích không? Anh có kích, em cũng không thích đâu. Không thích luôn? Dạ, no, no like, no comment luôn. Cái gì không thích? Dạ. Không ép được. Đúng rồi anh, người ta nói là sao? Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Thấy không? Dạ. Khổ ải vô biên, quay đầu. Trời ơi. Mày còn bao nhiêu tiền mày móc ra? Anh ơi, nội ngoại em còn có mình nó nữa đó. Anh đi cao cao lên, thà thẳng ở đây nó còn đỡ hơn. Ở dưới đây là chết luôn đó. Bây giờ nói tóm lại là còn bao nhiêu tiền? Dạ anh ơi, bây giờ em thật với anh luôn, hồi nãy em mang theo có 200 mấy, bây giờ mà cho thằng kia 100 mấy, còn có 100 ngàn thôi anh. 100 ngàn? Dạ anh thích em móc ra đưa anh liền. Dạ. Tại sao lên như vậy? Dạ trời ơi, tại sao lên như vậy? Mẹ nó, có 100 ngàn nó như vậy, ai biết như vậy. Đúng 100 ngàn. Dạ. Dạ anh ơi, thôi mà. Thôi mà, bình tĩnh đi anh, đây nè, móc tiền đưa anh liền. Tính là vừa đủ luôn á. Đủ đủ gì anh? 30, cái này 30, cái này 40, cộng lại vừa đủ là 100 ngàn, anh mua giùm em đi anh. Mày... thì súng ra hơi mắc hơn xíu, súng 40. Mày... cái này 30, cái này 30. Này... Mày bú bán? Dạ, vừa đủ 100 ngàn. Gì quán? Mày còn gì mà không có cây gì hết trơn vậy? Tao lấy cây tao đập đầu mày chứ sao? Tự nhiên làm gì đập ta? Mày nhìn mặt tao đi, mày nhìn đi. Mồ hôi tao đổ từ nãy giờ, ròng ròng từ nãy giờ nè. Mày cha mày bị điên hả? Mày ra mày uống quán sao mày không nói? Mày thấy làm sao? Mẹ mày tim tao muốn rớt ra ngoài rồi, chứ thấy sao gì? Tao là anh không biết rồi. Bây giờ thời buổi thị trường khó khăn, làm cái gì phải có chiêu trò. Bây giờ buôn bán mình phải phục vụ khách hàng, người ta vui lòng tao mới mua cho mình. Mày điên hả? Mày phục vụ là sao? Mày phục vụ kiểu nào chứ? Mày phục vụ vậy người ta yếu tim là chết rồi sao? Ha, cái chỗ công viên là chỗ người ta ra người ta tập thể dục thể thao để tâm sự, tâm tình cái gì đó. Mày đem mày đem ba cái vồ rồi ra mày rồi mày lỡ cái xấu tao mua rồi chấn lục làm sao? Mẹ bảo vệ. Khoan, bảo vệ đâu rồi? Em đang đẩy anh. Bây giờ anh không mua rồi thôi em đi chỗ khác bán, đừng mét bảo vệ tội nghiệp em. Chút đi cho em xin nói một câu em đi được không anh? Nói gì nói đi. Đồ khốn nạn. Băng đảng chung chắc. Khổ ghê. Ôi chà, thiệt, xin có mấy phút mà làm cũng không được. Mới thấy ổng màu đổ mà hôi luôn rồi đó, thiệt. Đừng nói cắn con nha cha. Trời ơi, sao đâu mà ngày hôm nay toàn quái vật ra không vậy trời. Vỗ tay. Sao lịch sự vậy? Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
khổ ghê. Hả? Ôm hả? Đù. Vụ này căng hóa vậy. Quý lắm đó nha. Ê, ê, ê. Thôi tôi đi tập thể dục nha. Nghe. Nè, cho hỏi một câu thôi. Rồi, hỏi đi. Tập thể dục để làm chi? Tập. Trời ơi. À, tập thể dục cho nó khỏe. Nó khỏe. Ồ. Nữa hả? Tập thể dục ôm vậy trời. Quý lắm á. À, cảm ơn. Chưa. Đi tập thể dục. Chưa. Nói chuyện chút được không? Trời sao giống cái thằng bán vé số vậy trời. Rồi. Nói đi. Nói nhanh đi. Tâm sự cho biết. À, tâm sự. Cuộc đời của tôi. À, sao? Anh có biết không? Biết cái gì? Khi tôi mới sinh ra, tôi là một con người như vậy. À. Sau khi tôi lớn lên, tôi lại là con người như vậy. À. Sau đó phát triển lên thì cũng là con người như vậy. Và cuối cùng, sự thành công của tôi, nó là như vậy. Cho nên không bao giờ tôi biết dừng lại. Tôi phải phát triển nó như vậy. À. Và hôm nay tôi gặp anh là như vậy. Hiểu không? À, vậy đó. Không, à, không. Là như vậy. Như vậy. Hay quá. Nữa hả? À, sao giống hiến xác vậy trời? Quỷ lắm nha. Trời ơi. À, đi tập thể dục nha. Không. À, được. Trong cuộc đời này, trên chiến trường, hay bất cứ công việc làm ăn nào, từ thượng vàng hạ cám, từ lên voi xuống chó, tôi cứ chiêm nghiệm ra một điều. Đời tôi chỉ có 4 câu 4 chữ mà thôi. 4 chữ gì? Dục tóc là tóc dục. Cái là dục tóc bất đạt anh ơi. Cái đó của người ta, của tôi là như vậy. Đồng ý không? À, đồng ý. Nói lại coi. À, dục tóc là tóc cục. Không phải. Dục tóc là bóc dục. Ủa được luôn hả? Được luôn. À, cục tóc là tóc bị cục. Hay quá. Trời ơi. Quỷ lắm nha. Trời ơi. Đi thể dục được chưa? Không. À, không. Tôi đã nói rồi, tôi rất là khoái anh. À. Thôi thì bây giờ anh phải nói một câu nào trong cuộc đời anh. Anh chiêm nghiệm ra được cái điều gì, anh phải nói cho tôi biết. Nói. Câu gì? Mắt cục là múc. Múc mày à? Múc nước uống cho hết mắt cục. Lào rổ xem nó bậy luôn. Mắt cục là múc nước uống vậy. Múc đúng nước nha. Dạ. Đừng có múc cái khác uống nhẹt họng á. Thôi đi tập thể dục. Mà mua cái gì mà luôn đi ông nội. Khổ quá mà. Rồi. Quý lắm nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, thôi nha. Rồi, bây giờ cũng mời mua bán gì mời đại đi. Trời, tôi mệt quá, tôi đu theo từ nãy tôi cũng mệt đó. Cái gì nữa? Trong cuộc đời này, phải nhớ nha. Ừ. Phải nhớ nha. Ừ. Nó phải là như vậy. À, nha. Dạ. Rồi, thôi. Không mua bán gì nữa đúng không? Bán buồn cái gì? Đứng ở trong kia thấy anh bị mấy người kia nó ghẹo hoài, ra ghẹo anh cho vui chứ buôn bán gì. Ủa chứ vậy cho ra cho vui thôi. Vui thôi. Vui không? Cũng hơi hơi á. Tiếc. Tao lao tới giờ tụi mày đi cái đá cái bây giờ tao lao. À vậy hả? Ủa không thấy thoải mái hả?
Thôi mày gì mà làm tôi muốn rớt bọt ra mồ hôi như mày nãy giờ nè. Vậy tập thể dục tiếp hả? Tập thể dục tiếp thì làm gì? Ồ, khoan. Cái gì? Đã cái nào? Trời ơi, biết tôi giúp đỡ cho đỡ buồn sao kìa. Bóng mà bóng khùng nữa thì bà nội cha xin có mấy phút hồ tập nó ra mồ hôi để mà nó thoải mái để mà lên ngủ nghe mà chưa kịp gì đó. Thôi khỏi tập luôn đi, mồ hôi nó ra hết rồi còn tập cái gì nữa. Lên ngủ đi.